Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2024. Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2024, ban tuyển sinh quân sự các cấp triển khai đồng bộ các khâu, qua đó giúp các thí sinh nắm vững quy chế quy định tham gia dự xét tuyển vào các trường quân đội. Một số chỉ tiêu năm nay tăng cao so với năm 2023 như số lượng thí sinh đăng ký sơ tuyển 362 trên 203, tăng 159 hồ sơ. Số thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển 213 trên 115, tăng 98 thí sinh. Kết quả toàn tỉnh có 46 trên 227 thí sinh trúng tuyển, đạt 20,2% so với hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt động viên tặng quà 46 thí sinh trúng tuyển vào các học viện trường quân đội năm 2024. Tiếp đó, căn cứ thông báo kết quả trúng tuyển của các học viện trường quân đội, ban tuyển sinh quân sự cấp tỉnh đã hướng dẫn ban tuyển sinh quân sự cấp huyện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho 46 trên 46 thí sinh trúng tuyển và đã nhập học tại các học viện trường quân đội đúng thời gian quy định. Nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục kiện toàn ban tuyển sinh quân sự các cấp, đối mới nâng cao chất lượng tuyên truyền để học sinh nắm vững kiến thức, đăng ký xét tuyển, bám sát các quy định của chính phủ, bộ quốc phòng, trên cơ sở đó cụ thể hóa nội dung thực hiện đặc biệt chú trọng công tác khám tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự đồng thời xây dựng đào tạo cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ